Sự kiện Victoria Legend of Hoàng Kiếm đã diễn ra tối ngày 19 tháng 10 và thật sự đã mang đến cho khán giả thủ đô một đêm giải trí đúng nghĩa với những trận đấu vô cùng kịch tính. Victoria Legend of Hoàng Kiếm là sự kiện boxing chuyên nghiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian vừa qua. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, lại được tổ chức bên bờ hồ Hoàng Kiếm, vì thế đã thu hút được rất đông người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ. Tâm điểm của sự kiện này không gì khác chính là màn tranh đài WBA Đông Á giữa nhà vô địch boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng gặp đối thủ người Hàn Quốc Lee Gil-hun. Trương Đình Hoàng là võ sĩ từng 11 lần vô địch quốc gia ở hạng siêu trung và giành huy chương vàng tại SEA Games 2015. Với bảng thành tích dày dặn, Hoàng tỏ ra rất tự tin khi tượng đài ở hạng cân 76kg với võ sĩ người Hàn Quốc. Trong khi đó, Lee Gil-hun sinh năm 1994 và là võ sĩ triển vọng của quyền Anh Hàn Quốc. Võ sĩ này nhập cuộc đầy chủ động với nhiều pha ra đòn, tuy nhiên lại kém đi sự hiệu quả do khả năng tránh né và che chắn rất tốt từ Trương Đình Hoàng. Đình Hoàng tỏ ra bản lĩnh hơn với lối đánh dồn dập và áp đảo. Võ sĩ Việt Nam sớm nắm giữ thế trận, trong khi đó võ sĩ Hàn Quốc lại tỏ ra thiếu chính xác trong khâu ra đòn và sớm cho thấy sự suy giảm về mặt thể lực. Tận dụng lợi thế, Đình Hoàng không ít lần làm đối thủ lao đao, choáng váng. Càng về cuối trận, đối thủ người Hàn Quốc càng tỏ rõ sự vội vàng để lộ nhiều sơ hở. Trương Đình Hoàng thì vẫn tỏ ra hiệu quả ở các pha né đòn và tiếp tục ghi điểm bằng những cú đấm chính xác. Kết quả, tay đấm người Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng bằng tính điểm sau 10 hiệp đấu và giành chiếc đai vô địch WBA Đông Á. Bên cạnh trận đấu của Trương Đình Hoàng, Victoria lần này còn mang đến 11 trận đấu khác. Trong số này, các võ sĩ Việt Nam đã giành chiến thắng đến 7 trận và chỉ 4 lần để thua các võ sĩ người nước ngoài. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của siêu sao võ thuật gốc Việt Cung Lê. Cung Lê góp mặt tại Victoria lần này với tư cách khách mời, chứng kiến Trương Đình Hoàng lên ngôi vô địch tại giải. Cung Lê đã gửi những lời chúc mừng: "Thật vinh dự khi thấy Trương Đình Hoàng trở thành người Việt Nam đầu tiên giành một danh hiệu boxing chuyên nghiệp. Rất tự hào vì tất cả các võ sĩ từ Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Australia đã chiến đấu bằng cả trái tim của mình trong sự kiện boxing lớn nhất ở Việt Nam. Lịch sử đang được bắt đầu."